cái giống hồng thịt thừa. Quả hải hậu, tức là cái tai đó đúng không? Ừ, cái miếng thịt thừa đấy. À, cái tai đấy khéo ăn được ấy nhỉ? Ăn được. Đấy, riêng cái hồng khác, cái tai là vứt đi đúng không? Đúng rồi. Thịt thừa là nhìn như Phật thủ. Một số người anh em ở hải hậu cứ bảo là hồng tai tượng. Mình nghĩ là không phải. Hay quá. Nếu mà tai tượng 10 năm nó có quả, nó có tai như thế nào? Như thế nào? Đấy. Cây này là nó bao nhiêu năm tuổi anh? Đến Tết tới đây mới được tròn 2 năm tuổi. À, thế cây nhỏ này thì anh bán bao nhiêu tiền cây? Cây này á? Vâng. Cây này uốn phải khoảng 4 triệu cây này. 4 triệu, cây này 500. Ừ. À, còn cao cấp này thì đây. Trời Tết đấy, cái hồng này nó không có hạt đấy đúng không anh? Đúng rồi. Vâng, cây hồng này bao nhiêu tiền đi bác? Em đang thích cây hồng. Cây này 13 triệu. 13 triệu. Hồng vuông rồi đúng không? Hồng vuông Nam Định đấy. Hải hậu. Hải hậu. Chuẩn luôn. Thế đây cả giống này à? Đúng rồi. Cái giống này thì bao tiền một bầu anh? 500 nghìn. 500 nghìn. Ừ. Khoảng bao lâu thì nó có quả anh nhỉ? Thấy quả như thế này. Đấy. Cây này là nó bao nhiêu năm tuổi anh? Đến Tết tới đây mới được tròn 2 năm tuổi. À, thế cây nhỏ này thì anh bán bao nhiêu tiền cây? Cây này á? Vâng. Cây này uốn phải khoảng 4 triệu cây này. 4 triệu, cây này 500. Ừ. À, còn cao cấp này thì đây. Trời Tết đấy, cái hồng này nó không có hạt đấy đúng không anh? Đúng rồi. Rất là nhiều người bị nhầm. À. Hồng nhân hậu và hồng hải hậu. À. Và hồng có hạt và không có hạt. Ừ. Các cụ ngày xưa gọi là hồng hải hậu không hạt, làm sao bây giờ có hạt. Nó cũng như xanh thì trường. Rồi. Xanh Nam Điền khác, xanh quê nó khác. Tới đây ở dân ở hải hậu đang loại bỏ cái loại có hạt ra rồi. Dạ. Hay quá. Để lại những cái nhà mình làm nguyên bản luôn. Để lại những cái tinh hoa nhất. Từ mà ra. Không trà trộn vào một cái gì cả. Rồi. Còn ai bà con nào mua thì sẽ về tận vườn. F1 đấy đúng không? Giống F1 đây. Đúng rồi. Tức là nhà vườn mình là ở đâu anh nhỉ? Đây. Đây số điện của nhà mình đây. Tàu cứ liên hệ. Đây đúng không? Có thể mà. Chuyên hồng cổ đúng không? Ship tận nơi. Rồi. Hay quá. Đây, Nam Định đây, Hải Hậu. Trường thì nhiều giống hồng. Cái cây này thì bao nhiêu anh? Cây này chỉ 15 triệu. Nhìn dáng rất đẹp quá nhỉ. Ừ. Đến thị trường chưa có mấy. Rồi. Nếu mà giống chuẩn giống như của nhà mình trên thị trường thì cũng chưa có nhiều mấy. Tết là đẹp lắm đây nhỉ. Đúng rồi. Tết là có phải vặt bỏ lá để chơi không anh? Tết tự nó lụng. À, còn hay nếu quá. Mà mình muốn có lá thì mình muốn mấy cái búp mọc non, chồi non lên như thế này thì mình cắt cuối tháng 9 là mình cắt đi là nó sẽ chồi mầm non là Tết. Có thể là nó vẫn có vừa có quả vừa có nọc non. À. Đấy. Dạ hay quá. Ở nhà mình còn những cây nào mà nó cổ xưa không anh? Có. Có. Thì chắc phải nhiều tiền lắm nhỉ? Đúng rồi. Ở giả tới mấy trăm triệu rồi mà tôi chưa. À. Thế mà mang đây để cho bà con ngắm thì tuyệt vời quá. Ừ. Cây này thì có nhiều tiền hơn anh? Hay cây là này khoảng 30 triệu. 30 triệu. À, chắc nó nhiều tuổi hơn cây kia. Đúng rồi. 30 triệu. Nhiều quả nhỉ? Cây bé thế mà nhiều quả. Có bí quyết nào để cho ra quả hay tự nó cứ ra thôi anh? Cứ để tự nhiên. À, thế dễ quá nhỉ? Mà phun thuốc kích thích vào thì nó không bền cây. Vậy. Tốt nhất là cứ để tự nhiên. Đấy. Toàn thuần chậu này chơi thì dễ này. Quả nó sẽ Tết. Từ đây đến Tết thì nó sẽ to bằng 2 bằng 3 này. À. Khoảng 6 quả sẽ được 1 cân. Hay quá, tuyệt vời á. Em cũng thích cái món này đấy. Đang tìm hiểu. Đây, cây này dáng đẹp quá. Đấy. Tới đây tớ sẽ làm cái này để cho bà con chơi Tết. Tết đấy. Dạ. Thay thế cái đào cây quất. Vâng. Đẳng cấp hơn nhiều. Đó, đẹp quá. Tuyệt vời, hiện tại đang có 4 cây to to và một số những cây giống. Và đằng kia có một cây to nữa. Đúng rồi. Đó. Ok.
nó chỉ có lâu ngay là nó rách thôi, rách cái bạn thôi. Ừ. Cây này thì bao tiền anh? Khoảng bao tiền? Cây này thì khoảng 15 triệu. 15 triệu. Đây, à, cho chú xem cái thịt thừa, cái giống hồng thừa và hải hậu. Tức là cái tai đó đúng không? Ừ, cái miếng thịt thừa đấy. À, cái tai đấy khéo ăn được ấy nhỉ? Ăn được. Đấy, riêng cái hồng khác cái tai là vứt đi đúng không? Đúng rồi, thịt thừa là nhìn như Phật thủ. Một số người anh em ở hải hậu cứ bảo là hồng tai tượng. À, mình nghĩ là không phải. Hay quá. Nếu mà tai tượng 10 năm nó có quả, nó có tai như thế này cả 10 đúng không? Dạ. Còn như cây này của nhà tớ năm ngoái thì nó không có miếng thịt thừa này, năm nay nó lại có. Đây, đây chú quay xuống. Tức là vừa có cái tai này mà lại vừa có thịt thừa. Ừ. Đấy. Chú hay quay quả này là không có đúng không? Đúng rồi, không có, quả này không có. Thì 3 năm vừa rồi anh em cứ quảng cáo. Có tí đây. Ừ. Đấy là tớ đi tớ kiểm tra rồi. Ừ. Như năm ngoái có, là năm vừa rồi tớ đến là cây đấy là không có miếng thịt thừa như đấy. Hay đấy nhỉ. Ừ. Có một số cái đặc điểm để anh em biết. Cây này tớ mới đánh nên nó à, nó đang nắng. Rung rành rồi. Rành. Ừ. Rành thì bao tiền cây anh? Lẻ hơi trên dưới 1 triệu. Trên dưới 1 triệu. Cây. Ủa. Rất đẹp. Rất nhiều hồng giống rồi. Ừ. Ai mà ít tiền thì mua cái này về làm giống. Đó, 500 nghìn một cây. Bao sống. Đóng màu ổn định rồi. Tuyệt vời, ship mọi miền Tổ quốc. Đúng rồi. Đó, ngoài ra có cả xanh chi đây đúng không ạ? Đầy đủ hết. Rành rành. À, chà, cái rành rành. Của hiếm, của hiếm. Cây này bao tiền anh? Nếu mà ai mua sẽ liên hệ trực tiếp. À, nhưng cửa tiền nó chắc cũng căng đấy. Nghe kiểu liên hệ này rồi. Gần 20 năm nay tôi chơi 20 năm nay rồi. Nhìn rành rành mà xanh xi cũng phải lạy đấy này. Tạo dáng này. Em chào bác. Đẹp quá. Dạ. Rành rành. Nhìn ra thì biết rành rành, nhìn xa cái lá thì tưởng cây lộc vừng hóa là cây rành rành đấy, quý lắm. Anh em thích liên hệ nhá. Toàn chậu vỡ vố mấy cái, toàn chậu to này, đôn vỡ chục cái luôn. Này thì cả kỳ bán không biết có lại được cái chỗ vỡ không. Đi vòng ra đây một tí. Vựa cây cảnh này, tập trung lại để cho anh em đỡ phải đi săn khắp mọi nơi. Không biết vừa thấy viên nào 5 triệu nhỉ? Đã lâu chưa em? À, vừa ra anh ạ. Xem đá của anh thế nào? Thì không sợ cháy nắng nhỉ? Đúng rồi. Không phải che. Ngoài kia sắp thành triển lãm ô với lại các tông rồi. Toàn mấy triệu năm tuổi, làm sao mà cháy nắng? Đấy, càng nắng càng đẹp. Có cả khay luôn, có cả nước luôn. Ồ, nước vẫn mát lắm. À, lần đầu tiên triển lãm mà thấy có bày đá bán này đấy, trưng bày luôn. Có lẽ là hỏi giá viên này. Anh Trung ạ, viên này là bao tiền viên này anh nhỉ? Viên này là 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. Đấy, cây này thì vừa có thể ký cây hoặc để chơi không cũng đẳng cấp rồi. À, hãy liên hệ ngay với nghệ nhân Trung Dâu. 0985837909. Đó. Chả mấy khi mang hết tinh hoa ra đây đâu. Đó. Hôm nay là chỉ có bàn đá đúng không anh? Không cây đúng không? Ship. Đẹp quá. Bên đối diện này cũng có một viên. Tối qua, thầy quê à? Ở thầy quê đang
Đá của nghệ nhân Trung Dâu đây. Các loại đá. Là một sân bầy đá chơi cũng được nhỉ. Hôm nào hợp mệnh đá. Bầy đá chơi. Đỡ phải tưới. Cứ làm một hàng một dãy này thì nhìn cũng ghê đấy. Có khách thích cây của Nghệ Hiếu à? Cây của Hiếu. Tối ngủ đây hả anh? Ừ, anh ngủ. Quay cả cây rúa cho anh xem. À đây à? Ồ. Tác phẩm đẹp thế này chẳng chả mấy khi thấy. Tác phẩm treo đèn này thì bao tiền anh? Anh em thiện chí mua được 120 triệu. 120 triệu quý vị ạ. Cây rúa rất khủng. Rúa đang lên ngôi. Rúa đang được người ta say mê đấy. Cây này nó vào khoảng 200 năm tuổi. 200 năm tuổi. Ừ. Có lịch sử. À có lịch sử, cụ thể là nó xuất xứ gốc gác từ đâu nhỉ? Xuất xứ gốc gác là ngay tại gần nhà anh luôn. Ừ. Thời cấp cổ là trồng sân. Ừ. Mấy đời người đấy. Mấy đời người. Lúc anh làm là có nghĩa là làm là cây này là được hơn 20 năm. Đẹp quá. Bấy nhiêu năm tháng mà làm hơn 20 năm là có nghĩa là thu hết lấy mọi cái thân để làm. Ừ. Dựng tay cảnh từ đầu cho đến bây giờ chỉ việc chơi. Đó. Xem. Hello anh. Chào em. Anh đi chợ to rồi à? Quả đấy. Đây cả nhà. Đá của anh à? Ừ. Đấy, khách chơi cây, đá, khách chơi đá. Đá gì mà nó lại chuyên này vậy? Anh trước kia chuyên đá mà đâu, giờ quay lại nghề cũ của mình. Cái đá đấy. Gì mà nó chuyên này vậy? Đá lụa. Có sơn gì màu đen này? Hả? Có sơn gì màu đen này? Anh kín hết này. Có sơn gì màu đen? Đó, tự nhiên anh ạ. Màu nó thế. Bao tiền cái này, bao tiền cái này vậy? 1 triệu. Đấy. Nhiều anh em quan tâm đá vì đá nó không có mấy. 100 đi độc giả 100 đi. Đấy, thành giá tiền trăm rồi. Có sơn đi vào màu đen thế. Bảo anh là màu tự nhiên. Cái này có đục đẽo gì không hay gì thế? Tự nhiên đấy. Cái gì đấy? Dựng lên đẹp là có cây hoa tiền kế hoa tiền. Lên đấy 1 triệu 2. Ồ, kiểu như con voi ấy nhỉ. Để gãy miệng mất mấy cái đầu phí nha. Không gãy đâu, nó thiên nhiên nó tạo hóa được có thế thôi. Đến đấy thì nó dừng. Đến đấy xong nó dừng lại. Đây này để chơi khô ở trong nhà được. Lại có còn được rồi thì hai viên để đấy nhá. Hay là có cây cho bay lồng rễ chui. Ăn hai viên. Ăn hai viên. Cây viên cho nó bay theo. Hai viên 1 triệu. Hai viên là 2 triệu 1. Rồi, nắng lắm, rút thôi. Cây đẹp thì còn rất nhiều.